mà khi chúng ta vắt ra đó thì cái hàng chúng ta nó bị co bị rút thế này chứng tỏ là cái máy của mình nó đang bị co vải đang bị rút vải vào nhá đó. và khi anh chị vắt ra xong mà chúng ta kiểm tra cái đường may mà nó dư thông số và nó bị bồng và lượn sóng như thế này đó là cái máy của chúng ta đã đang bị bay đang bị giãn vải ra nhá À, rồi xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh uh, YouTube của mình nhé Hôm nay uh, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách chỉnh co bay thưa dày ở máy bắt uh, sổ. Uh, thì uh, có rất nhiều các anh chị khi chúng ta dùng máy bắt sổ mà chúng ta chưa biết chỉnh cái cần co bay này hay là chưa biết cái công dụng của cái cần co bay này. Thì hôm nay uh, mình sẽ hướng dẫn và chỉ cho các anh chị nhé uh, Và trong cái trường hợp nào để chúng ta cần chỉnh đến cái cần này à, ví dụ như là các anh chị chạy những cái hàng thun hàng dệt kim những hàng co giãn mà khi chúng ta chạy cái hàng của chúng ta nó bị thừa thông số Đấy, khi chúng ta may ra nó bị thừa thông số thì chúng ta cần chỉnh đến cái cần co bay này và trong cái trường hợp như là các anh chị à, kéo chun kéo thung thì chúng ta cũng cần chỉnh đến cái cần này đó thì các anh chị không biết cách à, chỉnh và chưa biết cái công dụng này thì mình sẽ chỉ cho các bạn nhé à, thì à, Bây giờ thì chúng ta nhìn vào cái cần này nhé Ở à, đây là các anh chị nhìn thấy đây là cái cần để chúng ta chỉnh co bay giãn rút của máy bắt sổ nhé Đó thì chúng ta lấy cái con ốc này ra Đó chúng ta có thể di chuyển tới cái cần này chúng ta lên xuống này Đó à, Thì ở cái cần này nó có vạch có số ha Đó Thì cái cần này của chúng ta càng đẩy lên cao như thế này ấy thì cái vải Cái máy của chúng ta nó càng giãn Đấy, càng bay ra nhá Mà cái cần này chúng ta chỉnh càng đi xuống sâu ấy dìm xuống sâu này thì cái vải của chúng ta nó càng rút vào càng uh, co vào nhá. đó. thì uh, bây giờ mình sẽ cho nó ở cái chế độ là uh, bay nhá, tức là bay hết cỡ để mình cho lên tít lên trên này. Uh, cái máy của mình là nó bay nó bị giãn ra nhá. đó. sau đó mình sẽ xiết con ốc này vào và mình sẽ chạy cho các anh chị xem ha đó thì uh, sau khi mình chạy thì anh chị thấy uh, mình cho cái chế độ máy của mình nó bị uh, bay bị giãn uh, ra thì khi chúng ta may này chúng ta nhìn cái đường may của chúng ta nó bị gồng lên lượn sóng như này nhá đó thì là uh, cái cái vải của mình nó đang bị bay nó đang bị giãn uh, ra đó thì trong cái trường hợp này là cái hàng của chúng ta nó sẽ bị dư thông số do so với trước uh, khi mình may nhá đó trong cái trường hợp này là cái máy của chúng ta đang bị uh, Spy bị giãn ra nhá Đó Các anh chị chỉ nhìn thấy là Nó cái đường may nó bị gồng lên như này Lượn sóng như thế này ha Đó là cái máy chúng ta đang bị giãn vải Rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó bị co vải vào Nó như thế nào các bạn nhá Rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái máy của chúng ta nó Bị co vào rút vào nhá Thì chúng ta sẽ vít cái cần này xuống Thì cái cần này của chúng ta càng đi xuống sâu ấy Thì cái vải của chúng ta nó càng co càng rút vào Đó, Và mình cho nó hết cỡ đến số 5 nhá cho số 4 đi đó, thì bây giờ mình sẽ đẩy cần của mình xuống số 4 gần kịch ha và mình chạy xem là nó à, có như thế nào các bạn nhé đó thì à, các bạn nhìn thấy đấy mình chạy xong rồi nhé ở đó thì đây là cái đường chỉ đường may của mình khi mình đã chỉnh cho nó co lại cho nó giãn cho nó rút vào nhá. Đó thì chúng ta nhìn thấy cái đường may của chúng ta nó bị rúm và nó bị co vào như thế này. Đó. Và cái đường đầu tiên là mình chỉnh cho nó bay ra thì chúng ta nhìn thấy cái đường may của chúng ta này, nó bị bồng và nó bị lượn sóng này, tức là vải của chúng ta nó bị giãn ra. Đó, nó bị bay ra. Và cái đường thứ hai là cái vải của chúng ta nó bị rút vào, co vào như thế này nhá. Đó. Đấy, trong cái trường hợp như thế này đó, như cái đường đầu tiên là mình gọi là bay hoặc là giãn và cái đường thứ hai là mình gọi là bị co hoặc là rút nhá các bạn nhá hai từ như nhau ha rồi thì bây giờ các anh chị điều chỉnh làm sao cho nó vừa phải nó không giãn cũng không rút ha đó khi các bạn nhận biết như nào là giãn như nào là rút thì chúng ta rất dễ là điều chỉnh nhá đó thì cái cần này chúng ta càng lên cao này đó thì cái vải của chúng ta nó càng bị giãn ra ấy như cái đường đầu tiên đấy và cái cần này chúng ta càng chỉnh đi xuống sâu này đó thì cái vải của chúng ta nó càng uh, bị co vào ha đó thì chúng ta khi cái vải của chúng ta nó bị giãn uh, thừa thông số thì chúng ta sẽ viết cái cần này xuống này đó các anh chị để cho tầm số hai rưỡi thôi nhá đó. đó khi cái vải của chúng ta nó bị bay ra ấy, giãn ra thì chúng ta sẽ viết cái cần này xuống khoảng số 2 đấy, tầm hai rưỡi số 3 thôi nhá. Chúng ta chỉnh cho nó ở cái khoảng này. Nếu mà chúng ta chỉnh nó sâu quá thì cái vải chúng ta nó bị co vào, nó bị rúm cái đường may vào nhá. Nếu mà chúng ta chỉnh cho nó cao quá, ấy thì uh, cái hàng của chúng ta nó bị bay ra, nó bị thừa thông số. thì chúng ta sẽ chỉnh cho là khoảng hai rưỡi ba. ấy, khi nào nó đủ thông số với các anh chị uh, là ok nhá. Rồi thì bây giờ mình đã cho vào cái chế độ là cái cần này ở khoảng số 2 rưỡi. gần 3 này. Đó, và mình chạy cho các anh chị xem ha. Đó sau khi mình đã chỉnh cho cái máy của mình không giãn Đấy, không co mà không bay này đó thì khi sau khi mình vắt ra thì cái đường may nó êm phẳng này rất là đẹp nhá đó êm phẳng rất là đẹp này còn hai cái đường bên ngoài này đó cái đường mà nó bị gồng lượn sóng này nhá đó thì các anh chị nhìn thấy nó lượn sóng cái này là tức là cái máy của mình nó đang bị giãn vải ra thì nó sẽ gặp cái hiện tượng là bị gồng và bị bị lượn sóng này và cái đường bên ngoài này thì chúng ta nhìn thấy nó đang bị co vào đang bị rút vào Đấy, đường may rất là, là xấu nhá chỉ rất thưa rất xấu đó. thì các anh chị phải nhận biết được là à, trong cái trường hợp mà khi chúng ta vắt ra đó, thì cái hàng chúng ta nó bị co bị rút như này chứng tỏ là cái máy của mình nó đang bị co vải đang bị rút vải vào nhá và khi các anh chị vắt ra xong mà chúng ta kiểm tra cái đường may mà nó dư thông số và nó bị bồng và lượn sóng như thế này đó là cái máy của chúng ta đã đang bị bay đang bị giãn vải ra nhá đó đấy các anh chị chỉ điều chỉnh đấy, cái cần co bay như mình hướng dẫn cho anh chị đấy, sau khi chúng ta chỉnh nó êm nó phẳng như thế này là ok nhá rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị là cách chỉnh thưa dày của máy bắt sổ ha rồi đã chỉnh được thưa dày của máy bắt sổ thì các bạn mở cái lắp này ra này thì chúng ta thấy có một cái nút ở phía đằng trước này chúng ta ấn ra ấn vào được nhá thì à, có nhiều dòng máy thì nó nằm ở trên trong cái hốc này các bạn nhé đó chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút này à, một tay chúng ta ấn cái nút này và một tay chúng ta xoay cái buly à, chúng ta ấn ấn cái cái nút này xuống này và một tay chúng ta xoay buly này đó chúng ta xoay bao giờ cho cái nút này chúng ta nó à, thụt vào ấy à, nó, nó nó đóng vào nhá Thì khi nó đóng vào thì cái buly của chúng ta nó bị khực lại này đó à, sau đó thì chúng ta muốn chỉnh cái máy của chúng ta nó dày vào. Đó thì chúng ta sẽ xoay ngược chiều máy chạy nhá. Đó. Chúng ta xoay ngược chiều máy chạy như này. Là chúng ta chỉnh cho cái chỉ chúng ta nó dày vào này. Và chúng ta sẽ xoay theo chiều máy chạy của máy bắt sổ. Như thế này. Đó, là chỉ chúng ta thưa ra. Đó. Đó, chúng ta muốn dày thì chúng ta xoay à, ngược kim đồng hồ này. Đó, như thế này là chỉ chúng ta nó dày lại này và các bạn muốn chỉ chúng ta thưa ra chúng ta sẽ xoay theo chiều máy chạy theo chiều kim đồng hồ này đó, thì cái chỉ chúng ta thưa ra ha nó rất đơn giản các anh chị chỉ cần ấn cái này xuống và chúng ta xoay chúng ta xoay cho cái xoay bao giờ cho cái lút này chúng ta nó đóng vào đấy nó thụp vào một cái đấy sau đó chúng ta sẽ xoay chúng ta muốn chỉ chúng ta nó dày lại thì chúng ta xoay À, ngược chiều kim đồng hồ à, như thế này là nó dày lại này và các anh chị xoay cho nó theo chiều kim đồng hồ chiều máy chạy đó thì là chỉ chúng ta nó thưa ra ha đó, rất đơn giản thôi rồi thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Nếu các bạn thấy video hay hữu ích Thì hãy để lại cho mình xin một like Đăng ký kênh nhé Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video